Xin chào các bạn, có một số khán giả Trung Quốc có thể lại bình luận cho rằng Ê, Tại sao bạn không nói số về quốc gia của bạn, à, tức là Malaysia, mà chỉ nói số về Trung Quốc Hôm nay mình sẽ chứng minh cho họ, mình không chỉ có thể nói số về Trung Quốc Mình cũng có thể nói số về Malaysia Nhưng mà nói chuẩn hơn là nói thật về Malaysia Và vừa nói thật, vừa nói số về ngày hoa của Malaysia Ok, nhà tên Malaysia, mình tin rằng đối với đa số khán giả, chỉ biết Malaysia là một trong những quốc gia Đông Nam Á. Ngoài ra thì không biết nữa, xin để mình giới thiệu tài khai một chút. Malaysia là một quốc gia đang phát triển, à, GDP bình quân một người là khoảng 13 nghìn đô, có 33 triệu dân số, diện tích là 330 nghìn km vuông tương tự với Việt Nam. Là một quốc gia liên bang giống như nước Mỹ, Malaysia có 13 tiểu bang, trong đó có chính tiểu bang là có nhà vua và quốc gia duyên thủ của Malaysia là bầu cờ nhau và tờ chính nhà vua này có nhiệm kỳ 5 năm. Ý là ta số nhà vua đều có cơ hội làm quốc gia nguyên thủ một lần. Nhưng nhà vua của Malaysia không cần thực quyền. Ở Malaysia là theo chế độ hội nghị giống như nước Anh, có thủ tướng và nội các quản lý quốc gia. Dù sao, Malaysia không phải là một quốc gia rất tự do theo thống kê của tổ chức Freedom House. Chỉ số tờ rô của Malaysia là 59, cao hơn Indonesia là 49 và Singapore là 54, thấp hơn Philippines là 65, Nhật Bản là 77 và Tài Loan là 74. Malaysia cũng là một quốc gia đa dân tộc, có thể đại khai phân chia thành dân tộc bản xứ và dân tộc di dân. Dân độc bản xứ chiếm 65% dân số, trong đó 52% là người Mã Lai hoặc là theo hội giáo phần khác có nhiều dân tộc à ví dụ Iban, Tuzun, Kadazan, Uru v.v. à nhiều lắm. Họ chủ yếu là theo Kitô giáo. Còn dân tộc di dân chủ yếu là người Hoa ở à, chiếm 20% dân số và người Ấn Độ chiếm 5%. Ở trên là tài khai của Malaysia mình tin rằng sau khi các bạn nghe rồi vẫn là hiểu lơ mơ về Malaysia à đừng có lắng. Sau đây mình sẽ nói về lịch sử lập quốc của Malaysia hiện tại. Ok, bây giờ các bạn nhìn bản đồ của Malaysia là như vậy à có bên tây và bên đông à, bên Tây là ở dưới Việt Nam à, ba thành phố quan trọng nhất ở Malaysia đều là ở bên này Kuala Lumpur thủ đô của Malaysia Johor Bahru quê hương của mình OK Penang tiếp cận với Thái Lan à, cùng có Malaysia bên Tông là ở dưới Philippines à, có nhiều địa điểm du lịch ở đây à, phong cảnh là đẹp hơn Malaysia bên Tây nhiều lắm à, nhưng không phát triển lắm à, có nhiều người phải sang Malaysia bên Tây làm việc những dân tộc bản xứ ngoài người Malay chính là sinh sống ở Malaysia bên Tông và các bạn cũng có thể nhìn thấy Malaysia rất tiếc gần với Indonesia à, Thật ra, tiếng Malay và tiếng Indonesia không có gì khác biệt à, Nhưng mà bây giờ là hai quốc gia riêng Malaysia là tổng lập khỏi nước Anh vào Nam, một năm 1957 à. Thật ra, trước khi đó, có một số người Malay chủ trưng rằng Malaysia và Indonesia nên liên hợp với nhau để tạo nên một tại Malaysia Tại vì người Malay và người Indonesia đều nói một ngôn ngữ giống nhau à, Cũng là đều theo Hồi giáo Vì vậy nên là một dân tộc giống nhau nhưng trên thực tế khi đó Malaysia là do nước Anh thực dân, còn Indonesia là do Hà Lan thực dân. Kế cấu xã hội và chính trị không giống nhau lắm và không chỉ là vậy. Trước khi bị các thế lực phương Tây thực dân, Malaysia và Indonesia không bao giờ là một quốc gia thống nhất. Thế lực phương Tây triển khai cuộc thực dân Malaysia và Indonesia vào thế kỷ 16. Trước khi đó, Malaysia và Indonesia từng có xuất hiện ba vương triều mạnh mẽ. Đầu tiên là Srivijaya từ thế kỷ 7 đến 12, sau đó là Majapahit từ thế kỷ 13 đến 15, cuối cùng là Malacca từ thế kỷ 15 đến 16. Dù sao, tất cả ba vương triều mạnh mẽ này đều không bao giờ có kiểm soát được tất cả lãnh thổ của Malaysia và Indonesia bây giờ. Cũng có một điều là, kết cấu chính trị của ba vương triều này à, cũng rất lỏng lẻo không giống với tế của Trung Hoa à, không có một chính phủ trung ân xài nhiều quan lại trực tiếp quản lý các địa phương mà là các địa phương đều có nhiều gia tổ lớn và lịch sử lâu dài. Chúng là giống như một liên minh hậu tộc hay bộ lạc nhiều hơn một vương quốc thống nhất. cho nên biên giới của chúng à, không ổn định lắm, luôn luôn thay đổi. tại vì các thế lực địa phương luôn luôn có thay đổi. Dù sao, sau thế kỷ 16, các khu vực ở Malaysia và Indonesia đều dần dần bị thế lực phương Tây thực dân, giống như một quá trình công tạm ăn lá sắn. Đầu tiên là Bồ Đào Nha, tiêu diệt vương triều Malacca vào năm 1511 bắt đầu thực dân Malaysia. Sau đó vào năm 1619, Hà Lan chiếm lĩnh từ Jakarta, thủ đô của Indonesia bây giờ. Đến năm 1641, Hà Lan đánh bại Bồ Đào Nha, thay thế Bồ Đào Nha thực dân Malaysia. Sau đó đến năm 1819, thế lực nước Anh đi đến khu vực này, đầu tiên phát triển Singapore làm một căn cứ địa. Đến năm 1824, Hà Lan dừng thua với nước Anh, ký hiệp định và dựng Malaysia cho nước Anh thực dân và vẫn giữ được cuộc thực dân ở Indonesia. Ok, mình tin rằng ta do người điều biết trong thế kỷ 19, nước Anh là bá chủ thế giới là thế lực chủ nhớ đế quốc mạnh mẽ nhất. À, nhưng à, theo mình, thật ra, coi nước Anh là chủ nhớ đế quốc sẽ nhìn lầm với thế lực chủ nhớ đế quốc khác. Ví dụ nước Pháp, nước Tự, nước Nhật, nước Bồ Tát Nha, v.v. À, cũng sẽ nhìn lầm với những đế quốc truyền thống, à, ví dụ đế quốc Trung Hoa và đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ v.v. Thật ra nói chuẩn hơn à, nước anh chỉ chấp hành chủ nghĩa thực dân à, không có chấp hành chủ nghĩa đế quốc à, đối với đa số đế quốc trong lịch sử nhân loại chúng đều có ý đồ là quảng bá văn hóa hay tôn giáo của chúng à, ví dụ đế quốc la mã quảng bá kỳ đô giáo sau thế kỷ ba à, đế quốc ả rập quảng bá hồi giáo sau thế kỷ bảy đế quốc trung hoa quảng bá nho giáo sau thế kỷ mười một Đế quốc Tây Ban Nha, Quảng bá Kỳ Đô Giáo sau thế kỷ 15, à, v ứng. Nhưng đối với nước Anh, nó không bao giờ muốn quảng bá kỳ đô giáo à, Cũng không muốn quảng bá văn hóa nước Anh cho thực dân địa của nó à, Tại vì mục đích của cuộc thờ dân nước Anh rất là thực tế Chỉ là vì muốn khai thác nguồn cung ứng nguyên liệu, thị trường nước ngoài và chuối cung ứng công nghiệp thôi Thế ngày dân bị thực dân là theo tôn giáo nào à, nước Anh? không quan tâm lắm, à, thậm chí cũng không cổ vũ ngày bị thờ dân lần lượt đi theo Kitô giáo, à, tức là giống với ngày anh, ok, Tại vì nếu vậy, à, chính phủ nước Anh phải chịu áp lực trong nước à, tại vì người dân Anh sẽ kêu gọi rằng ai ai những người dân ở thực dân địa cũng là theo kỹ thuật giáo, giống với chúng ta là anh em của chúng ta chúng ta nên tôn trọng họ, à, chúng ta nên đối xử với họ tốt hơn. Nếu vậy sẽ gia tăng chi phí quản lý của chính phủ nước Anh, à, cho nên chính phủ nước Anh thiên về không quản bá tôn giáo của mình. Ngoài ra nước Anh cũng thiên về để các thế lực vốn có ở thực dân địa tự trị, à, tại vì nó có thể tiết kiệm chi phí quản lý ở thực dân địa, à, cho nên khi nước Anh thực dân Malaysia nó chỉ trực tiếp quản lý năm hải cảng nhỏ nhỏ thôi, Singapore, Penang, Malacca, Ding Ding và Labuan. À, dựa trên năm hải cảng nhỏ nhỏ này, nước Anh đã có thể đảm bảo nguồn nguyên liệu, à, thị trường và chuỗi cung ứng của mình rồi, không cần xài sức lượng nữa đi quản lý lãnh thổ nội địa và những lãnh thổ nội địa ở Malaysia bên tây là do những nhà vua bốn cố quản lý à, khi đó có chính vương quốc à, họ tiểu là thuộc địa của nước anh do nước anh bảo hộ sau đó họ đều tự đề lại trở thành hoàng tổ của malaysia bây giờ còn ở malaysia bên đông à, tại vì không có thành phố được phát triển lâu dài giờ malaysia bên tây à, đa số người dân đều là sinh sống ở rừng núi họ vẫn là thuộc về thời đại bộ lạc à, cho nên nước anh để các mạo kiểm ra nước anh đi khai thác Ok, sau chiến tranh thế giới thứ hai, vì phong trào độc lập lây lan khắp nơi à, Malaysia cũng là muốn độc lập sau khi đàm phán với nước Anh uh, nước Anh đồng ý để Malaysia độc lập quá trình độc lập của Malaysia uh, không trải qua chiến tranh Thủ tướng đầu tiên của Malaysia là Tunggu Abdul Rahman, được uh, coi là quốc phủ của Malaysia, uh, ông ấy cũng là xuất thân từ hoàng tộc. Malaysia là độc lập vào năm 1957, khi đó chỉ có Malaysia bên Tây và cũng bao gồm Singapore. Uh, sau đó vào năm 1968, nước Anh thuyết phủ Malaysia tiếp nhận Malaysia bên tông. OK, tại vì nước Anh không muốn xài chi phí quản lý Malaysia bên tông nữa. OK, và cơ cấu chính trị của Malaysia bên tông không phát triển lắm, à, cho nên phải dựa vào Malaysia bên tây hỗ trợ. Sau đó vào năm 1965, à, Singapore bị trục xuất khỏi Malaysia. À, tại vì khi đó Singapore kiên trì rằng à, chính phủ Trung Ân không thể can thiệp chính sách giáo dục và lao động ở Singapore. Nó sẽ ngăn cản cuộc phát triển dân tộc của Malaysia khi đó nói đến đây chúng ta đã nói tới bản chất của Malaysia hiện tại rồi. Nói tổng lại, Malaysia là một quốc gia do chủ nhớ thực dân nước Anh tạo nên. Nếu không có nước Anh, Malaysia là một tân nước có nhiều vương quốc Mã Lai. Là vì có nước Anh, các vương quốc Mã Lai mới được thống nhất thành một quốc gia hiện tại. Vì vậy, Malaysia cũng có kế thở nhiều di sản của cuộc thở dân nước Anh. ở trong đó có di sản bất lợi, à, cũng có di sản hiếu ích. và đến khi bây giờ, Malaysia vẫn đang tiêu hóa những di sản để phát triển dân tộc. Tại vì khi nước Anh thực dân Malaysia, nó không có ý muốn xây dựng một nguyên mẫu quốc gia, à, chỉ là vì muốn tạo nên một khu vực kinh tế thống nhất thôi. ok? Và từ một khu vực kinh tế thay đổi thành một quốc gia hiện đại, thì phải phát minh một dân tộc. À, tại vì nếu không có khái niệm dân tộc, thì người dân không biết có lý do gì phải cùng nhau cống hiến cho quốc gia. Vì cuộc thực dân nước Anh, Malaysia có nhiều dân tộc di dân, và dân tộc bản xứ ngoài người Má Lai. Nhưng dù sao, cơ sở của Malaysia là những vương quốc Má Lai, người dân vốn có của họ mới là chủ thể chân chính của tất nước này. Cho nên, nói chuẩn hơn, sự phát triển dân tộc của Malaysia hiện tại chính là một sự nghiệm là người Mã Lai, người dân vốn có của các vương triều Má Lai, tiêu hóa những dân tộc ngoài người Má Lai, à, tức là những người dân bị nước anh tệ lại nếu có ai không có nhìn thấy bản chân này, à, theo mình thì đều là người ngu ngộ. À, trong đó chính là có nhiều người hoa Malaysia. Và mình sẽ nói thật và nói xấu về những người hoa ngu ngộ trong video hủy viên. À, hy vọng có thể gặp bạn trong video hủy viên. Cảm ơn.